Con có một người thường nói chuyện với con không được nhẹ nhàng, chỉ nói những lời nạt ngang khiến con buồn. Thì hít thở đi, đơn giản thế thôi. Tại sao mình để ý đến lời nói người khác làm gì? Tập đi, hít thở. Khi người khác chửi mình, hít thở. Khi người khác nói chuyện nặng lời với mình, hít thở. Khi vui, hít thở. Khi buồn, hít thở. Tập thở đi quý vị. Quý vị lo suy nghĩ lời nói của người khác không à, mà cái hơi thở của mình lại quên. Đừng có nghĩ sư đang nói đùa. Sư cũng không phải là ra công án thiền gì cho quý vị đâu. Mà khi quý vị đã an trú vào hơi thở rồi đó, thì những thứ này tự nhiên nó không còn nữa.